một nhân vật cấp cao trong Đảng Dân Chủ Xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz đã trở thành mục tiêu mới nhất trong hàng loạt các vụ tấn công nhằm vào chính trị gia Đức. Điều này đã gây lo ngại khi thời điểm các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu và địa phương đang tới gần. Mới đây, cựu thị trưởng Berlin Franziska đã bị đánh vào đầu, vào cổ giữa thư viện. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công nhằm vào các chính trị gia. Trước đó, nghị sĩ Matthias Ecke thành viên của nghị viện châu âu và cũng thuộc spd bị bốn kẻ tấn công trong lúc ông đang gián áp phích bầu cử eu ở thành phố dresden hồi tuần trước ông Eke bị thương nặng và phải phẫu thuật theo cảnh sát đức để tăng cường bảo vệ các chính trị gia cần có thêm nhiều cảnh sát và cần tăng cường cả về mặt công nghệ và nhân lực cho các cơ quan tư pháp bởi nhiều cuộc tấn công thường không bị trừng phạt kịp thời